dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay xin được gửi tới gồm các bà, cô dì, chú bác, các bạn trẻ, nam nữ, thanh niên lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và bên dưới có thể cho anh xin một tràng pháo tay thật lớn để bước vào lễ thành hôn của đôi bạn trẻ, có được không ạ? Vâng, thưa quý vị, đúng thật là như cụ đã từng nói, trăm năm thì chỉ chọn duy nhất được một năm thì chọn được một tháng thì anh chọn được một ngày em chọn được một giờ, và hai ta chỉ chọn duy nhất được một phút này thôi. Và ngay sau đây, không để cho tất cả quý vị cũng như đôi bạn trẻ chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin được trân trọng kính mời tất cả các cô, các chú, các anh chị, các bạn trẻ, nam nữ, thanh niên, chúng ta cùng hướng như ống kính tuyệt vời của mình lên phía cánh cổng hồi hôn để cùng chào đón đôi bạn trẻ tuyệt vời nhất ra mắt cho gấu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón đôi bạn trẻ Anh Tuấn và Huyền Trang. Dạ vâng, thưa quý vị, xuất hiện trên sân khấu tình yêu tuyệt vời nhất của chúng ta lúc này là đôi bạn trẻ Anh Tuấn và Huyền Trang. Và không thể không kể đến những bậc sinh thành, những bậc làm cha, làm mẹ sẽ cùng ra mắt để cùng xuất hiện đến với tất cả quý vị. Về phía gia đình nhà trai, xin được trân trọng giới thiệu sự xuất hiện trên sân khấu của bố Lương Văn Hải, mẹ Quang Thị Hòa. Hãy cùng di chuyển lên sân khấu để cùng ra mắt đến toàn thể tất cả quý vị. Và về phía gia đình nhà gái, xin được trân trọng giới thiệu bố Cà Văn Hòa và mẹ là Quang Thị Xuân cũng ra mắt đến toàn thể quý vị, và xin một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón đại diện của hai bên gia đình ạ. Của hai người con thân yêu của mình thì hai bên gia đình không thể giấu được sự niềm vui, niềm muốn cười, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, đúng thật là trèo lên cây bưởi thì mình cùng hái hoa, bước xuống vườn cà thì mình cùng hái nụ tầm xuân, mà nụ tầm xuân thì nở ra bông hoa tím biếc. Tình đôi mình trọn kiếp sẽ mãi mãi bên nhau. Với thưa quý vị quan khách, sau một thời gian quen biết và tìm hiểu thì đứa bạn trẻ Anh Tuấn và Huyền Trang đã tìm được đến bến bờ của hạnh phúc, và ngày hôm nay chọn được ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý của hai bên gia đình, được sự cho phép của chính quyền địa phương, và đặc biệt sự có mặt của công các bà, cô dì, chú bác, sự có mặt của tất cả các bạn trẻ nam nữ thanh niên đã bớt chút thời gian của mình đến gửi những lời chúc mừng hạnh phúc đến với đôi bạn trẻ Anh Tuấn và Huyền Trang. Và cũng chính vì lẽ đó, tôi xin trân trọng được tuyên bố lễ thành hôn, chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Anh Tuấn và Huyền Trang trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ chính thức được bắt đầu. Hôm nay thì đôi bạn trẻ được đón nhận rất nhiều những tình cảm của các ông, các bà, cô dì, chú bác, cũng như rất nhiều những tình cảm của tất cả các bạn trẻ nam nữ thanh niên. Và ngay sau đây, ở trên sân khấu xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Anh Tuấn và Huyền Trang hãy cùng di chuyển tiến về phía trước một bước, và xin mời những món quà đặc biệt của bố mẹ chú rể Anh Tuấn trao đến cho hai người con thân yêu của mình, và những lời chúc mừng hạnh phúc tuyệt vời nhất. Xin mời ông bà hãy cùng di chuyển lên phía trên để cùng trao cho hai người con thân yêu của mình những món quà tuyệt vời nhất. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị, công cha thì như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng anh và em cùng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và những món quà tuyệt vời nhất của bố mẹ chú rể Anh Tuấn trao những món quà đến với đôi bạn trẻ và những lời chúc mừng hạnh phúc. Một lần nữa xin được cảm ơn gia đình của ông bà, và xin chúc cho gia đình của bà luôn có sức khỏe tuyệt vời và thành công. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, ngay sau đây ở trên sân khấu xin được trân trọng giới thiệu và kính mời chị Hồng cũng có những món quà đặc biệt chuyển đến cho hai người em thân yêu của mình, và xin mời gia đình của chị Hồng hãy cùng di chuyển lên phía trên sân khấu để cùng trao những món quà đặc biệt nhất cho hai người em thân yêu của mình. Xin được trân trọng kính mời chị Hồng ạ. Chị Hồng hãy di chuyển lên phía trên sân khấu để trao những món quà tuyệt vời cho hai người em của mình. Thank you.
trong tay, cắt cho mình chiếc bánh phù thề, minh chứng cho tình yêu mãnh liệt mà đôi bạn trẻ dành chọn cho nhau. Hãy cùng tay trong tay nắm tay nhau tiến đến tấc bánh phù thề để cắt cho mình chiếc bánh. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời. Niềm vui, niềm hạnh phúc và sự thăng hoa trên sân khấu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Xin được mời đôi bạn trẻ Anh Tuấn và Huyền Trang cũng rót ra hai ly rượu và đứng vào vị trí đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay để cùng chúc mừng cho hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ. Xin được trân trọng. Xin mời bên chặt và gắn bó. Và một lần nữa xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị. Chúng ta hãy cùng với những ông tuyệt vời của mình lên phía trên sân khấu để cùng chúc mừng cho đôi bạn trẻ cũng như chúc mừng niềm vui của hai bên gia đình. Hãy cùng cầm những ly rượu và xuống các bàn tiệc để cùng mời tất cả quý vị những ly rượu hạnh phúc tuyệt vời. Xin được trân trọng kính mời.